Xin chào tất cả mọi người, mình là Yến Chi và chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ông Vua Sân Cỏ là cái tên được ưu ái đặt cho các vị trọng tài điều khiển các trận đấu bóng đá. Và cái tên này cũng một phần nào nói lên quyền lực của họ bởi họ chính là những người đưa ra những quyết định phân xử đúng và sai. Thế nhưng không phải lúc nào quyết định của vị vua áo đen này cũng hoàn toàn chính xác. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thêm về nghề trọng tài, người làm dâu trong họ này nhé. Xin chào! Những tình huống va chạm hài hước giữa trọng tài và cầu thủ cũng như là một số tình huống hài hước diễn ra giữa họ khiến trận đấu trở nên đáng nhớ hơn với khán giả. Ngoài vai trò cầm cân nảy mực quyết định kết cục của trận đấu thì đôi lúc trọng tài cũng biết diễn trò hề. Hãy cùng Mr. Zero tổng hợp lại những tình huống hài hước giữa trọng tài và cầu thủ là người xem nhớ mãi. Nổi tiếng là một vị trọng tài vui tính, Maidin lại khiến khán giả ngoại hạng Anh phi cười vì màn trêu chọc Sergio Aguero sau trận. Man City đã có một chiến thắng dễ dàng đến bất ngờ khi nã vào lưới Chelsea tới 6 bàn không gỡ để trở lại ngôi đầu bảng. Trong đó, Aguero là ngôi sao sáng nhất khi anh lập một hat-trick vô cùng đẹp mắt. Aguero rời khỏi sân ở phút 65 khi trận đấu đã an bài để nhường chỗ cho Gabriel Jesus. Nhưng kể từ khi Man City không có tiền đạo người Argentina, Chelsea vẫn không gỡ được bàn nào và chịu thua nhục nhã. Sau trận đấu, Aguero tiến vào sân bắt tay đồng đội lẫn đối thủ, nhưng mục đích chính vẫn là đến chỗ trọng tài Maidin để xin quả bóng mang về làm kỷ niệm. Nhìn thấy Aguero từ xa, ông vua áo đen Maidin đã sẵn tính hài hước giấu quả bóng vào sau áo. Hành động nghịch ngợm này của Maidin đã bị ống kính truyền hình thu trọn. Đến lúc Aguero tiếp cận, ông vẫn tỏ vẻ không biết quả bóng nằm ở đâu trước khi vui vẻ móc áo đưa ra. Qua tiếng lại kiểu gì mà trọng tài lỡ tay, phun luôn bịch xịt màu vào cầu thủ áo đen, anh này có vẻ hơi sốc, miệng há hốc. Ấy thế mà trọng tài lại phản ứng một cách rất đáng yêu, ông cười rồi lấy tay xoa lên chiến tích mà mình vừa gây ra. Trên sân cỏ thì đương nhiên là áo phải đẫm mồ hôi rồi, nhưng mà tự nhiên về nhà với cái áo nhuốm màu trắng thì tôi cá là anh này phải giải trình với vợ rồi. Chạm chân tí gì mà căng, ai ngờ căng thật. Trong khi trọng tài khoan sẵn vùng đá phạt cho anh áo đỏ, anh này giơ chân chạm vào bắp chân trọng tài, đang cười cợt ăn ngay một thẻ vàng từ trọng tài. Có vẻ anh này rất hoang mang chưa biết chuyện gì đang xảy ra, cho nên là cà khịa thì cũng phải chọn người nha mấy anh ơi. Kể từ sau World Cup năm 2014, thành công trên đất Brazil, bình xịt bọt tự tan đã được phổ cập hầu hết trên toàn thế giới. Tuy nhiên, không phải trọng tài nào cũng được sử dụng một cái bình xịt hoàn hảo, và những câu chuyện xoay quanh bình xịt này lại khá hài hước. Maidin vừa thêm vào bảng CV của mình những minh chứng cho thấy ông là fan bí mật của Tottenham. Ngay khi Dembele ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 3 của trận đấu muộn giữa Tottenham và Aston Villa, trọng tài Maidin đã giơ cả hai tay chạy thẳng về khung thành Aston Villa với vẻ mặt phấn khích như thể muốn ăn mừng bàn thắng của Tottenham. Theo lẽ thường, ông sẽ phải lập tức chỉ tay vào vạch giữa sân khi có cầu thủ ghi bàn. Quả nhiên, trong mỗi người đều có riêng một thần tượng, một nhóm nhạc, cầu thủ bóng đá, ca sĩ hay câu lạc bộ bóng đá, và cũng dễ hiểu khi Maidin có những hành động như vậy.
đây là hậu quả của việc thích gây sự khi trọng tài đang khó ở. Cầu thủ này thì lại cầu nhau về bình xịt thì dễ ăn ngay luôn quả make up lồng lộn này nha. Tình huống dí dỏm xảy ra trong trận cầu từ thiện giữa các cựu danh thủ Brazil và các cựu danh thủ Israel. Ngoài cựu danh thủ của AC Milan và Real Madrid, Seleção còn có sự hiện diện của Ronaldinho, Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu và Bebeto. Trong lúc quả bóng vàng năm 2007 đang rê bóng ở hàng tiền vệ, khi tỷ số đang là 3-2 nghiêng về Brazil, nữ trọng tài chính bất ngờ cắt còi và dừng trận đấu một lát. Chiếc thẻ vàng sau đó dành cho Kaká khiến anh và các cầu thủ trên sân bối rối. Nhưng rồi anh bật cười khi nữ trọng tài rút điện thoại ra. Cô muốn có một bức ảnh selfie với anh, Kaká không chút phiền toái đáp ứng mong muốn này. Lúc này các cầu thủ đứng quanh và các cổ động viên có mặt trên sân tỏ ra hào hứng. Trận cầu đậm chất từ thiện sau đó tiếp tục với những nụ cười nở trên môi. Hậu vệ Churiaba của Barcelona đã vô tình bị đánh vào đầu bởi cán cờ của một trọng tài trong trận lượt về thứ 3 của trận tứ kết Copa del Rey với Atlético Madrid năm 2015. Aba đã đuổi bóng ra khỏi sân và quay lại để chạy về vị trí của mình, nhưng quá gần với trọng tài đứng gần đó, ông đang cắm cờ cho quả ném biên. Trọng tài hạ cánh tay xuống khi Aba đang đi ngang qua anh ta, và kết quả là Aba bị đánh vào sau đầu và ngã xuống đất. Có rất nhiều cách để bị chấn thương trên sân cỏ, nhưng bạn có thể sẽ không bao giờ nghĩ tới việc bị đánh vào đầu bằng một lá cờ trong trận đấu đúng không? À không, đích thực, đó là cả một cán cờ to chà bá. Bạn thấy ấn tượng với trọng tài nào nhất? Hãy để lại bình luận ngay phía bên dưới. À mà cũng đừng quên nhấn like, share, subscribe và bật nút thông báo để nhận được những clip mới nhất từ Mr. Zero nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.